Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trên khắp cả nước đã tìm đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với niềm tin vào hiệu quả hỗ trợ điều trị thành công. Họ tìm thấy ở đây sự tận tâm, chuyên nghiệp và những phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả, giúp họ kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí lại được tin tưởng đến vậy? Hiệu quả hỗ trợ điều trị thành công. Phòng khám áp dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại đã đạt được nhiều thành tựu trong công việc hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn cuối cho nhiều bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đã có thể kéo dài thời gian sống và cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi được hỗ trợ điều trị tại đây. Sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đều có nghiên cứu sâu về chuyên môn, giàu kinh nghiệm và luôn tận tâm với người bệnh. Họ luôn dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cho bệnh nhân một cách chu đáo. Môi trường hỗ trợ điều trị thân thiện. Phòng khám có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo môi trường hỗ trợ điều trị ung thư thoải mái và thân thiện cho bệnh nhân. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nơi đây sẽ giúp cho họ có thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một điểm sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư tại tỉnh Trà Vinh. Nơi đây không chỉ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà còn mang đến sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho những người đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Hoạt động của phòng khám từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, thăm khám cho bệnh nhân ung thư. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có đội ngũ thầy thuốc và nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tâm trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Các thầy thuốc và nhân viên tư vấn cụ thể về phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân. Phục vụ chăm sóc. Phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư, bao gồm hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý và vệ sinh cá nhân. Các thầy thuốc và nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ và động viên bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Châm cứu xoa bóp, đắp thuốc nam. Phòng khám sử dụng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, đắp thuốc nam để hỗ trợ giảm đau, cải thiện sức khỏe và nâng cao tinh thần cho bệnh nhân. Cấp gạo, nước kiềm, thảo dược cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hiểu rằng những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cần có nhiều sự hỗ trợ hơn, do đó phòng khám luôn cung cấp gạo, nước kiềm, thảo dược miễn phí cho bệnh nhân ung thư để giúp họ vượt qua giai đoạn cuối cùng của cuộc đời một cách thanh thản và ấm áp. Sự lan tỏa của lòng nhân ái. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là nơi hỗ trợ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà còn là mái ấm yêu thương cho những bệnh nhân ung thư. Với tinh thần tận tâm nhân ái, phòng khám đã giúp đỡ và mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư tại đây. Nếu ai đó đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, hãy giới thiệu họ đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nơi đây sẽ mang đến cho họ sự hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo.
Chúa, hãy Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa, hãy Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường. Con tròn Chúa, hãy Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhan ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Con tìm Chúa, hay Chúa tìm con? Con chờ Chúa, hay Chúa chờ con? Và con chọn Chúa, hay Chúa chọn con? Bao nỗi thăng trầm con vẫn luôn tròn Chúa. Khi đời bão trái ngang hồn con thao thức hoang mang, con luôn tròn Chúa. Qua bao đổi thay vẫn một niềm tin, nhưng rồi cảm thấy im lìm. Con luôn tròn Chúa. Qua bao cuộc sống nhưng lòng vẫn khát mong trong thân phận người hư không. Con tìm Chúa, hay Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa, hay Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường. Con tròn Chúa, hay Chúa tròn con giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã tròn con đi trước nhan ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả ngày tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành.
cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.